Kênh YouTube của Phạm Thành Long sẽ giúp cho các bạn có được những nền tảng tốt hơn trong công việc kinh doanh, cũng như những kiến thức về cuộc sống, về các mối quan hệ. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, những video trên kênh này sẽ giúp cho bạn có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Nếu các bạn đang bắt đầu một công việc kinh doanh hoặc muốn xây dựng một cuộc sống của mình dựa trên sự tự do, hạnh phúc, niềm vui, sự phấn khởi và trở nên khỏe mạnh hơn, cũng như công việc kinh doanh của bạn phát triển hơn, thì bây giờ là lúc tuyệt vời nhất để bấm vào nút đăng ký kênh của Phạm Thành Long. Trên kênh video này, chúng tôi tổ chức thành 4 loại video khác nhau. Loại video thứ nhất có lẽ là một phần hấp dẫn nhất dành cho những người đang làm kinh doanh. Những video về chiến lược kinh doanh, về cách làm marketing, cách bán hàng, phát triển đội nhóm và những yếu tố khác trong công việc kinh doanh như tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp cho các doanh nghiệp có được thêm những kiến thức miễn phí từ kênh YouTube của Phạm Thành Long, làm cho công việc kinh doanh của bạn phát triển hơn. Loại video thứ hai trên kênh của Phạm Thành Long đó là giúp cho các bạn có được những kiến thức về xây dựng mối quan hệ, hôn nhân gia đình, phát triển một cuộc sống bền vững, hạnh phúc. Đây có lẽ là một trong những khía cạnh rất lớn của con người khi chúng ta tiến tới một cuộc hôn nhân. Rất nhiều những sự phát sinh trong mối quan hệ, cho nên kênh YouTube này sẽ dành rất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống và phát triển mối quan hệ. Tôi hy vọng rằng các loại video này sẽ giúp cho bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhớ rằng hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh video này để chúng ta luôn luôn được cập nhật những video mới nhất từ kênh YouTube. Loại video thứ ba là các loại video về các trải nghiệm sống, các sự vận động, các môi trường, bối cảnh, du lịch, sinh hoạt hàng ngày, nấu ăn. Tất cả những loại video này giúp cho các bạn có được thêm những khía cạnh khác nhau về cuộc sống, giúp cho bạn tối ưu hóa được các khía cạnh của cuộc sống, đơn giản nó và làm cho nó tiết kiệm hơn về các nguồn lực cũng như thời gian. Đây là loại video mà gắn liền với các hoạt động cuộc sống của tôi. Thông qua cái việc ăn gì, uống gì, đi đâu, chơi, làm gì, tôi chia sẻ trên kênh video này để cho chúng ta cùng có một cái góc độ giao lưu. Tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ tiếp tục bấm vào kênh YouTube này để có thể theo dõi loạt video này liên quan đến cuộc sống, hạnh phúc và gia đình. Một loại chủ đề thứ tư đó là loại video live stream hỏi gì đáp nấy cùng với Phạm Thành Long. Bạn có thể hỏi cho tôi về các khía cạnh về cảm xúc, về sự mạnh khỏe, về xây dựng mối quan hệ, về phát triển kinh doanh hay là quản trị thời gian. Năm lĩnh vực này cũng là năm lĩnh vực lớn trong cuộc sống. Và hàng ngày trên kênh YouTube của Phạm Thành Long, tôi sẽ làm những cái live stream để các bạn hỏi và tôi trả lời, cũng như thông qua các câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ dựng ra những cái video để giúp cho bạn có được những câu trả lời thỏa đáng. Kênh YouTube của Phạm Thành Long sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống, một cuộc kinh doanh, cũng như là những khía cạnh khác của cuộc sống trở nên tốt hơn. Rất nhiều người trong những năm qua đã thay đổi cuộc sống của họ chỉ nhờ kênh YouTube này. Hãy nhớ rằng kênh YouTube của Phạm Thành Long sẽ giúp bạn có nhiều sự thay đổi trong thời gian tới. Đừng quên chia sẻ những video này tới bạn bè của bạn để giúp họ có những sự thay đổi tuyệt vời giống như bạn. Chúc các bạn liên tục tiến lên trong các khía cạnh về cuộc sống, sức khỏe cũng như mối quan hệ, và đặc biệt nhất là sự giàu có của chính các bạn. Phạm Thành Long xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bên trong video này. Xin chào.